để sở hữu làn da sáng mịn ngọc ngà, tự tin trước ống kính. Hãy cùng diễn viên Nisaki trải nghiệm quy trình chăm sóc da chuyên sâu tại viện thẩm mỹ Diva. Bước 1. Thăm khám, tư vấn, xác định tình trạng da. Bước 2. Vệ sinh, tẩy trang, làm sạch bụi bẩn, lớp trang điểm. Bước 3. Rửa mặt, làm sạch sâu, tăng khả năng hấp thu dưỡng chất. Bước 4. Tẩy tế bào chết, giúp lỗ chân lông thông thoáng. Bước 5. Hút chì, thải độc tố, hỗ trợ làm sáng da. Bước 6. Cân bằng da, loại bỏ bã nhờn còn sót lại. Bước 7. Massage mặt, giúp da thư giãn. Bước 8. Xông hơi, giúp mở các lỗ chân lông. Bước 9. Hút nhờn, loại bỏ bụi bẩn ra khỏi lỗ chân lông. Bước 10. Lấy nhân mụn khỏi bề mặt da. Bước 11. Phun oxy tươi, giúp phục hồi làn da. Bước 12. Bắn laser carbon, giúp da trẻ hóa toàn diện. Bước 13. Điện di tinh chất làm dịu da. Bước 14. Chiếu plasma lạnh kháng khuẩn, giúp tái tạo da nhanh chóng. Bước 15. Đắp mặt nạ dưỡng ẩm da chuyên sâu. Bước 16. Chiếu ánh sáng sinh học, giúp tăng sinh collagen hiệu quả. Bước 17. Thoa kem chống nắng bảo vệ da. Bước 18. Hướng dẫn chăm sóc da sau khi thực hiện dịch vụ. Đến ngay viện thẩm mỹ Diva, ứng dụng công nghệ hiện đại bậc nhất giúp bạn sở hữu làn da đẹp hoàn hảo, khuyên đảo ánh dinh chỉ sau một liệu trình. Gọi ngay 1900-2222 để được tư vấn báo giá miễn phí. Viện thẩm mỹ Diva, phục vụ từ trái tim.